Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13. Hưng Yên hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021. Hưng Yên đầu tư phát triển tiềm năng môn võ thuật. Một số hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh khi không tiếp cận được nguồn vốn. Đã chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý điểm trông giữ xe tại khu di tích đền Trần, đền Mẫu. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại tỉnh Hưng Yên có 14 điểm cầu tham gia hội nghị, gồm điểm cầu của tỉnh và 13 điểm cầu tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Dự tại điểm cầu trụ sở tỉnh ủy có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Nguyên Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu việc triển khai nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết phải nghiêm túc, cần tập trung làm rõ những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội 13. Mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, phát triển tư duy lý luận của Đảng, đồng thời phải sớm đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Theo chương trình, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 3, hội nghị tập trung nghiên cứu quán triệt 5 chuyên đề gồm báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội 13 của Đảng, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 trình tại Đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, về an ninh quốc gia. Trong ngày hôm nay, các đại biểu nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, truyền đạt hai chuyên đề là báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 trình tại Đại hội 13 của Đảng. Tại các điểm cầu, 10 huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã triệu tập đông đảo thành phần cán bộ chủ chốt tham dự. Đặc biệt, một số huyện, thị xã ngoài triển khai điểm tập trung ở trung tâm huyện còn tổ chức các điểm cầu khác để mở rộng các thành phần cán bộ công chức, đảng viên, dự hội nghị trực tuyến, nắm bắt được những nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng thời tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại cho các đại biểu. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung tiếp theo của Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập nghị quyết Đại hội 13 chúng tôi sẽ thông tin trong các chương trình tiếp theo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 3, Ủy ban Bầu cử thị xã Mỹ Hào đã tổ chức hội nghị quán triệt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử các cấp. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thị xã, dự và chủ trì hội nghị. Kết quả hiệp thương lần 2, thị xã Mỹ Hào đã nhất trí lập danh sách sơ bộ, giới thiệu 57 người tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân thị xã và 522 người tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân các xã phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, số lượng được bầu là 32 đại biểu với Hội đồng Nhân dân thị xã và Hội đồng Nhân dân xã phường là 302. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thị xã Mỹ Hào yêu cầu các tổ chức chính trị, xã hội, các phường, xã tập trung cao cho công tác bầu cử, chuẩn bị tốt cho hiệp thương lần 3 và hướng dẫn người được giới thiệu hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy trình. Tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ về ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, trên cơ sở đó nêu cao
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc tham gia bầu cử. Giải quyết dứt điểm những vụ việc liên quan đến người ứng cử nếu có. Sẵn sàng đối thoại giải quyết ngay những vấn đề phát sinh. Có phương án cụ thể bảo đảm an ninh và tổ chức hướng dẫn người dân khi đến bỏ phiếu, nhất là khu vực nhiều công nhân, người vãng lai để cử tri thực hiện đúng quy định được bỏ phiếu bầu những cấp nào. Ngày 26 tháng 3, huyện Kim Động tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Kim Động. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương. 5 năm qua, huyện Kim Động đã xây dựng được 146 đoạn đường hoa, 170 công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn từ nguồn xã hội hóa hơn 1,5 tỷ đồng, xây dựng 70 mô hình tiết kiệm với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, giúp hơn 640 lượt hội viên phụ nữ khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021, Hưng Yên đã sẵn sàng các điều kiện để tiết kiệm điện trong một giờ đạt hiệu quả cao. Đồng thời, qua chiến dịch tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tích cực sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. Nhằm cụ thể hóa phần việc cho các cơ quan quản lý nhà nước và kêu gọi mọi người dân tích cực tham gia và hưởng ứng chiến dịch xanh, Sở Công Thương, đơn vị thường trực quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng trên địa bàn, đã tích cực chuẩn bị cho công tác này. Ngay đầu tháng 2 năm 2021, Sở Công Thương Hưng Yên đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn số 391 về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, một sự kiện thường niên do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên phát động với sự tham gia của 126 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với mục tiêu là tắt điện một giờ các thiết bị điện chiếu sáng không cần thiết. Song song với đó thì Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành các cái kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Theo đó, các đơn vị trực tiếp kinh doanh, vận hành thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng công cộng và người dân đã tích cực hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất diễn ra vào 20 giờ 30 phút ngày thứ bảy, ngày 27 tháng 3. Công ty điện lực Hưng Yên chú trọng vào hai cái biện pháp duy trì cái việc ổn định cung cấp điện trong cái thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất. Cán bộ công viên của công ty điện lực Hưng Yên thì là được quán triệt gương mẫu thực hiện, và thông qua đó thì vận động người thân trong gia đình cũng như bạn bè tham gia hưởng ứng chiến dịch này. Cái nhiệm vụ thứ hai, chúng tôi đã triển khai in ấn các hệ thống băng rôn, phướn, ba lô, áp phích và trên các cái hệ thống bảng điện tử ở các cái trụ sở và phòng giao dịch khách hàng để tuyên truyền tới cho toàn bộ đối tượng khách hàng. Hưởng ứng giờ trái đất, công ty môi trường đô thị Hưng Yên đã triển khai đến từng cán bộ công nhân viên trong công ty 20 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2021 tắt toàn bộ các thiết bị điện không cần thiết. Đến ngày 25 tháng 3, công ty điện lực Hưng Yên đã hoàn thành việc in ấn và treo băng rôn tại các vị trí đã được phê duyệt. Với sự kiện này, trong năm 2020, đơn vị đã tiết kiệm được trên 50.000 kWh điện năng. Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hưng Yên tiết kiệm được 1.300 kWh điện năng. Dự kiến, với việc tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí truyền thông và ý thức của người dân, trong dịp này Hưng Yên sẽ tiết kiệm được trên 60.000 kWh điện năng. Tổng kết 9 năm thực hiện luật hợp tác xã sửa đổi bổ sung năm 2012, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tại Hưng Yên hoạt động cầm chừng, đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do không tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Nằm trong top hợp tác xã mạnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên những năm 90, nhưng đến nay, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Trung Nghĩa cũng đang gặp khó khăn, xã viên không lương, kể cả 5 người trong ban quản trị đã 6 tháng không lương và phụ cấp. Nhiều khi đi ngân hàng lúc cần tiền mà đi vay thế chấp thì không có gì để mà thế chấp, vì cái đất đây cũng là cái đất công biển của Ủy ban Nhân dân xã, tức là cho hợp tác xã. Hưng Yên đang có trên 400 hợp tác xã và trên 100 tổ hợp tác, thu hút trên 81.000 thành viên tham gia, đóng góp từ 4 đến 6% ngân sách trong khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngược lại, các hợp tác xã cũ có nền tảng từ thập niên 80 trở về trước, hiện sở hữu nguồn tài sản là đất trụ sở,
và các phương tiện vật dụng khác nhưng không có đóng góp cho ngân sách, không tạo công ăn việc làm, quyền lợi hợp pháp cho xã viên, nên việc duy trì các hợp tác xã này đang cần các cấp các ngành vào cuộc nhằm thổi luồng sinh khí mới hoặc cho những hợp tác xã không đủ điều kiện phá sản theo luật hợp tác xã 2012 nhằm tránh lãng phí. Cái vướng mắc hiện nay trong vay vốn ngân hàng từ các hợp tác xã là do là các tài sản của các hợp tác xã có nguồn gốc từ hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thời xưa. Cái vấn đề là thẩm định đánh giá tài sản cũng như là xác định chủ sở hữu và các cơ quan giúp việc Sở Tài chính cùng phối hợp với ngân hàng nhà nước phải có những cái cơ chế để tham mưu cho Ủy ban tỉnh để lập các hội đồng thẩm định được cái tài sản với xem xét là các cái điều kiện tiếp theo là tiếp cận được các nguồn vốn. Hương Yên đang có trên 400 hợp tác xã và trên 100 tổ hợp tác, thu hút trên 81.000 thành viên tham gia, đóng góp từ 4 đến 6% ngân sách trong khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngược lại, các hợp tác xã cũ có nền tảng từ thập niên 80 trở về trước, hiện sở hữu nguồn tài sản là đất trụ sở và các phương tiện vật dụng khác nhưng không có đóng góp cho ngân sách, không tạo công ăn việc làm, quyền lợi hợp pháp cho xã viên, nên việc duy trì các hợp tác xã này đang cần các cấp các ngành vào cuộc nhằm thổi luồng sinh khí mới hoặc cho những hợp tác xã không đủ điều kiện phá sản theo luật hợp tác xã 2012 nhằm tránh lãng phí. Ngày 27 tháng 3, Bệnh viện Quân y 5 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người cao tuổi tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Đoàn cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 5 đã thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân và kiểm tra tổng quát sức khỏe cho các đối tượng, nội dung khám gồm kiểm tra huyết áp, siêu âm, điện tim, xét nghiệm, khám tai mũi họng. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm đưa các dịch vụ y tế đến gần với nhân dân và giúp người dân có điều kiện được khám để phát hiện sớm các bệnh tật, đồng thời góp phần đẩy mạnh tuyên truyền phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức cùng xã hội, chăm lo đời sống giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, đoàn tặng cho 20 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi đối tượng một suất quà trị giá 500.000 đồng. Những năm gần đây, thể thao thành tích cao của tỉnh Hưng Yên đã có sự phát triển đáng kể, ghi dấu ấn cao tại các giải thi đấu cấp quốc gia và kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Trong đó, bộ môn võ thuật đã trở thành môn thể thao thế mạnh, mang về nhiều huy chương nhất. Nhân ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3, xin giới thiệu đôi nét về tiềm năng thế mạnh của bộ môn võ thuật tỉnh Hưng Yên. Đây là một buổi tập luyện của câu lạc bộ võ karate ở xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ. Câu lạc bộ võ thuật này đã được hình thành từ năm 2018, đều đặn 2 buổi một tuần, nhiều học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở một số xã lân cận chăm chỉ đến tập luyện. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, huấn luyện viên Đào Văn Tùng đã tổ chức được 30 câu lạc bộ dạy võ như thế này ở các huyện Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Không chỉ giúp phát triển thể thao toàn diện, nâng cao sức khỏe nói chung, huấn luyện viên Đào Văn Tùng đã truyền cảm hứng, tình yêu môn võ thuật đến nhiều bạn trẻ. Sau hơn một năm cháu học võ thì cháu cảm thấy sức khỏe của cháu khỏe hơn, rắn chắc hơn, cũng cảm ơn, không nhút nhát như ngày xưa. Và càng ngày cháu càng thấy thích học võ, cháu còn rủ thêm các bạn ở lớp đi học cùng ạ. Mong muốn của tôi là trên toàn tỉnh các em sẽ có những cái câu lạc bộ để rèn luyện và trong những cái câu lạc bộ đó tìm tòi những vận động viên xuất sắc để cống hiến cho tỉnh nhà những vận động viên tốt nhất. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có gần 100 võ đường và câu lạc bộ võ thuật. Từ những địa chỉ này đã xuất hiện nhiều vận động viên xuất sắc tranh tài ở các giải đấu trong nước và khu vực, mang về nhiều huy chương. Tiêu biểu như các vận động viên Bùi Bá Đức, võ Bình Phước môn pencastilat, Nguyễn Đức Chí môn võ gậy, Đào Ngọc Bích, Trịnh Thị Hoài, Mai Thị Kim Ngân môn taekwondo, Đào Thị Huệ môn boxing, Nguyễn Thị Phương Lan, Vũ Thị Thúy Nga môn ủ-su, Nguyễn Thị Nguyệt môn võ cổ truyền. Từ năm 2018 đến nay, các vận động viên võ thuật đã mang về gần 30 huy chương, trong đó có 11 huy chương vàng. Hiện đoàn thể thao Hưng Yên đang tham gia giải vô địch pencastilat toàn quốc tại Đà Nẵng với những trận thi đấu đầu tiên thắng lợi. Trước khi thi đấu khoảng hơn một tháng thì em có được trung tâm tạo điều kiện để cho lên trên Hà Nội để tập huấn để thi đấu. Hôm qua tranh bạc em cũng đã giành một suất cho Hưng Yên để vào chung kết để tranh huy chương vàng. Chúng em vận viên cố gắng để giành chiến thắng để mang huy chương cao nhất về cho tỉnh.
Năm 2021 là năm tiền đề cho Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 2022. Thì trung tâm cũng đang tập trung cao về các nguồn võ để chuẩn bị cho các giải đấu bằng cách gửi đi các trung tâm mạnh, đầu tư cao bằng cách hỗ trợ về mặt chất, kinh phí để cọ sát và thi đấu. Với sự quan tâm đầu tư của các cấp cùng sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, tin rằng đoàn thể thao Hưng Yên sẽ tự tin, quyết tâm giành chiến thắng, mang vinh quang về cho tỉnh nhà, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Hưng Yên. Thị xã Mỹ Hào và huyện Phù Cử vừa tổ chức giải bóng bàn và cầu lông vô địch các nhóm tuổi năm 2021. Tham dự giải bóng bàn vô địch thị xã Mỹ Hào có sự góp mặt của 6 đơn vị xã phường với tổng số 22 vận động viên thi đấu ở hai nội dung đơn nam và đôi nam gồm 4 nhóm tuổi. Với tinh thần thi đấu đoàn kết trung thực, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn, tổ trọng tài điều hành giải công tâm, chính xác. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba đơn nam và đôi nam cho những vận động viên xuất sắc nhất. Tham gia giải vô địch cầu lông huyện Phù Cử có gần 30 vận động viên thuộc 4 nhóm tuổi với hai nội dung thi đấu đơn nam và đôi nam ở 7 đơn vị gồm thị trấn Trần Cao, các xã Tống Chân, Đoàn Đào, Tống Phan, Tiên Tiến, Minh Tân và Nhật Quang với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất cho vận động viên các xã Tiên Tiến, Đoàn Đào, riêng thị trấn Trần Cao đạt 2 giải nhất. Trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng buông lỏng quản lý điểm trông giữ xe tại khu vực đền Mẫu, đền Trần trên địa bàn thành phố Hưng Yên khiến nhân dân và du khách thập phương hết sức bất bình. Ngay sau khi phản ánh, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung và phường Minh Khai đã chấn chỉnh tình trạng trên. Qua ghi nhận, trong buổi sáng nay, mặc dù vào ngày rằm, lượng khách và phương tiện đến chiêm bái đông, song tình hình mất an ninh trật tự lộn xộn tại khu vực trên đã đi vào nề nếp. Không còn các điểm trông giữ xe tự phát và chèo kéo khách gửi xe ngay dưới lòng đường như cách đây mấy ngày. Đường xá phong quang, sạch đẹp, phương tiện của du khách đã được đỗ đúng nơi quy định. Như thế này là rất rộng rãi và rất hợp lý. Giá cả là nó cũng phải chăng. Đấy, bác ơi, thu vừa thu 10.000 đấy. Vừa xong thì các bác anh bảo vệ là thu của anh giá vé là bao tiền một lượt? Khi mà làm được cái trật tự bên ngoài, bây giờ chúng tôi thấy là đường thông hẻ thoáng. Được biết, giải quyết tình trạng trên, phường Quang Trung và phường Minh Khai đã vào cuộc chấn chỉnh giải tỏa các điểm trông giữ xe tự phát, đồng thời giao cho tổ dân phố trực tiếp quản lý, hướng dẫn phương tiện vào bãi đỗ xe theo đúng quy định. Ủy ban dân phường Quang Trung đã tiến hành kiểm điểm, triệu tập tổ chức hội nghị liên quan để kiểm điểm lại một số bộ phận chức năng chuyên môn trong quá trình là trông giữ xe và duy trì đảm bảo trật tự an ninh tại khu vực đền Trần đền Mẫu. Chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo ban an toàn giao thông phường, đặc biệt trong đó công an phường nòng cốt để đi nhắc nhở, nếu mà cố tình thì cũng sẽ xử lý theo quy định. Tình trạng lộn xộn tại các điểm trông giữ xe tự phát và thu giá vé cao gấp 4 đến 5 lần so với quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh hiện đã chấm dứt. Song để không tái phát tình trạng trên, thiết nghĩ cấp chính quyền cơ sở cần thường xuyên có sự giám sát để chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực, tạo sự tin tưởng, yên tâm trong lòng du khách mỗi khi về đền Trần, đền Mẫu để chiêm bái. Mới đây, Công an huyện Khoái Châu đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ hai đối tượng truy nã: Bùi Văn Hưng sinh năm 1971, trú tại xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, và Phan Hồng Huy sinh năm 1998, trú tại thôn Yên Lịch, xã Tân Tiến, huyện Khoái Châu, về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Sau nhiều năm xác minh, truy vết đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã bắt giữ Hưng khi y đang lẩn trốn tại xã Nâm Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận đã đi nhiều tỉnh thành trên cả nước và làm nhiều công việc như làm mộc, phụ xe nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Hưng bị bắt sau 16 năm bỏ trốn về tội cố ý gây thương tích. Đối với Phạm Hồng Huy, tại thời điểm bị bắt giữ, Huy đang lẩn trốn tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Trước đó, ngày 22 tháng 8 năm 2020, tại nhà hàng 22 giờ thuộc thôn An Bình, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, do mâu thuẫn, Huy đã cùng với một đối tượng khác dùng kiếm, điếu cày đánh hai anh Đỗ Duy Sĩ, sinh năm 1991, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, và Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1990, trú tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, khiến anh Sĩ và anh Tuấn bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Sau khi gây án, Huy đã bỏ trốn.
Hiện Công an huyện Khói Châu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hai đối tượng Hưng và Huy theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu do Mỹ chủ trì sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 4 tới đây. Trong dịp này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời mời tới lãnh đạo hơn 40 quốc gia, trong đó có lãnh đạo Nga và Trung Quốc để tới tham dự. Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu sắp tới đánh dấu sự trở lại của Washington trên các mặt trận chống lại tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra mà chính quyền tiền nhiệm của ông Trump đã không muốn tham gia. Việc mời lãnh đạo Nga và Trung Quốc ngoài ý nghĩa kêu gọi chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu còn có ý nghĩa lớn về mặt chính trị khi Mỹ với hai quốc gia này đang căng thẳng trong nhiều vấn đề. Ông Biden gần đây đã nặng lời chỉ trích nhà lãnh đạo Nga sau khi giới tình báo Mỹ cáo buộc ông Putin trực tiếp chỉ đạo can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và đứng sau nghi án đầu độc chính trị gia đối lập Alexei Navalny. Trong cuộc họp báo đầu tiên hôm 25 tháng 3, ông Biden tiếp tục chỉ trích cả ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chính quyền quân sự của Myanmar tiếp tục cứng rắn với người biểu tình khi cảnh báo về nguy cơ nổ súng, trong khi số trường hợp tử vong do biểu tình đã lên tới 320 trường hợp. Thông báo trên truyền hình quốc gia của Myanmar cảnh báo, người biểu tình cần hiểu rằng họ có thể đối mặt với nguy cơ bị bắn vào đầu hoặc vào lưng. Cảnh báo sắc lệnh này được đưa ra trong bối cảnh ít nhất 320 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Myanmar kể từ sau ngày đảo chính 1 tháng 2. Ngoài ra, gần 3.000 người đã bị bắt giữ, buộc tội hoặc kết án trong các cuộc chấn áp biểu tình. Chính quyền quân sự trong tuần này đã trả tự do cho hơn 600 người biểu tình. Căng thẳng giữa Trung Quốc đại lục với vùng lãnh thổ Đài Loan tiếp tục gia tăng khi Trung Quốc đã điều một nhóm máy bay quân sự lớn nhất tham gia đợt áp sát quần đảo này trên eo biển Đài Loan. Nhóm máy bay quân sự của Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan hôm 26 tháng 3 gồm khoảng 20 máy bay quân sự, trong đó có nhiều tiêm kích và máy bay ném bom. Lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan đã điều tiêm kích đối phó, phát cảnh báo qua sóng radio và đặt các đơn vị phòng không vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho tới khi nhóm máy bay quân sự của Trung Quốc rời khu vực. Đây là đợt áp sát đảo Đài Loan lớn nhất từ trước đến nay của máy bay quân sự Trung Quốc. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy trong tuần qua, ca nhiễm COVID-19 mới trên toàn cầu dù thấp hơn so với mức kỷ lục hồi cuối tháng 1 nhưng lại tăng tới 13% mỗi ngày. Theo thống kê, trung bình ca COVID-19 mới mỗi ngày tăng 13% tuần qua, lên khoảng 523.800 ca mỗi ngày. Brazil vẫn là quốc gia ghi nhận ca nhiễm và ca tử vong mới cao nhất. Xu hướng tăng này đã bắt đầu từ một tháng trước, sau khi giảm mạnh hồi đầu năm. Mỹ và Canada ghi nhận ca mới giảm 8% trong tuần qua. Mức giảm lớn nhất được ghi nhận ở Israel, một trong những quốc gia có chiến dịch tiêm chủng nhanh nhất trên thế giới. Số ca nhiễm mới đã giảm tới 52%, xuống còn 800 ca một ngày. Hiện tại, cứ khoảng 10 người Israel thì đã có 6 người được tiêm ít nhất một liều vaccine và một nửa dân số đã tiêm 2 liều. Bộ Y tế Ai Cập cho biết, tính tới đêm 26 tháng 3, ít nhất 32 người đã thiệt mạng, 165 người bị thương trong vụ va chạm xe lửa nghiêm trọng ở tỉnh Sohac. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 26 tháng 3 khi một đoàn tàu bị dừng đột ngột, khiến đoàn tàu phía sau đâm vào. Cơ quan công tố Ai Cập đã yêu cầu điều tra khẩn cấp nguyên nhân của vụ va chạm và tất cả các cơ quan không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vụ va chạm trong khi chờ kết quả điều tra của cơ quan này. Một ủy ban kỹ thuật đã được thành lập để xác định nguyên nhân và tiến hành các biện pháp khôi phục giao thông đường sắt. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế vừa cập nhật danh sách đỏ mới nhất về các loài bị đe dọa, trong đó thể hiện rằng loài voi châu Phi đang giảm mạnh về số lượng do nạn săn bắn trộm và môi trường sống của chúng bị thu hẹp. Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, số lượng loài voi rừng ở châu Phi đã giảm hơn 86% trong 3 thập kỷ qua, được coi là tình trạng cực kỳ nguy cấp và có nguy cơ bị tuyệt chủng. Trong khi đó, số lượng loài voi bụi rậm ở châu Phi giảm ít nhất 60% trong nửa thế kỷ qua và hiện được liệt kê trong nhóm loài nguy cấp trong danh sách đỏ. Cách đây nửa thế kỷ, khoảng 1,5 triệu con voi sinh sống ở châu Phi. Tuy nhiên, theo số liệu năm 2016, chúng hiện chỉ còn khoảng 415.000. Những ngày này tại hồ Baikal, hồ nước ngọt sâu nhất thế giới tại Nga, đang diễn ra một cuộc đua thuyền buồm vô cùng độc đáo. Thay vì đua dưới mặt nước, các vận động viên lại đua trên mặt hồ đóng băng do thời tiết giá lạnh. Tuy không sôi nổi đông đúc như những năm trước, song cuộc đua năm nay vẫn thu hút nhiều người chơi tới từ nhiều quốc gia khác nhau. Bất chấp cái lạnh và những cơn gió tuyết, họ điều khiển thuyền buồm lướt trên mặt hồ đóng băng với vận tốc lên tới 100 km/h. Cuộc đua thuyền buồm trên băng được tổ chức trên hồ Baikal từ nhiều năm qua. Cuộc đua tự do cho phép cả người đua nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp tham gia.
Thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên tải và cài đặt ứng dụng Hưng Yên TV Go trên các kho ứng dụng để theo dõi các chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên thiết bị di động của mình.